Xin kính chào quý bà con. Ở video hôm nay, Tiên xin giới thiệu đến quý bà con về giống cây vú sữa lò rèn nha bà con. Giống cây vú sữa lò rèn bên Tiên là cây ghép nha. Cây đang có rất là đẹp nha bà con. Đã đâm chồi rồi. Và cây đang có kích thước trung bình từ khoảng Tiên, để Tiên đo cho bà con xem nha. Một cái hai gang, nó tầm khoảng 2.5-3 gang nha bà con. Cây đang có rất là đẹp luôn nha. Và để biết thêm chi tiết về giống vú sữa lò rèn này cũng như là những giống cây ăn quả khác, quý bà con hãy gọi về số điện thoại mà Tiên đã ghim trên màn hình để bên Tiên có thể tư vấn một cách nhanh chóng nhất cho bà con nha. Hoặc là bà con có thể kết bạn Zalo với số đó để bên Tiên có thể tiện gửi hình ảnh hoặc là gọi video trực tiếp cho bà con xem nha, cái giống cây mà bà con đang quan tâm nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý bà con trong những video lần sau nha.